một thông tin khác nữa cũng rất là quan trọng đó chính là cái thông tin mà chúng ta sẽ nói tới liên quan tới Ethereum tại vì Ethereum đó, thứ sáu này đề xuất EIP 1559 sẽ được thảo luận bởi đội của Ether và có thể được kích hoạt cùng với London Hard nếu như thành công phí trên mạng lưới Ether sẽ ổn định hơn và một phần Ether sẽ bị đốt sau khi giao dịch đây là một thông tin rất là tốt tại vì sao thường chia sẻ với các bạn à, Thường đã để sẵn một số những thông tin mà thường nghĩ là chúng ta sẽ xem đến đó chính là các bạn thấy được đó là cái thông tin bây giờ đó thì cái đầu tiên hết á, là cái cập nhật kế tiếp của tmm đó, đó chính là berlin berlin á, Hartford sẽ diễn ra vào tháng 4 và cái cập nhật kế tiếp sau đó nữa đó là là khoảng chừng tháng 7 bây giờ là cập nhật london thì cập nhật london là cập nhật mà sẽ có cái đề xuất eip một năm này Bây giờ chúng ta thấy được thứ sáu này sẽ bàn luận và chốt chính thức coi là cái EAP 1559 này có được đưa vào cái cập nhật London hay không. Đây là cập nhật mà sẽ xảy ra vào tháng 7 của năm nay. Thì cập nhật là gì? Đây là một cập nhật mà chúng ta đã nói tới rất là nhiều trong cái thời gian phải nói là hai năm qua. EIP 1559 là một cái đề xuất để quản lý phí trên mạng lưới của Ethereum. Thì quản lý phí trên mạng lưới Ethereum là như thế nào? Có nghĩa là các bạn thấy được đó là mạng lưới Ether bây giờ mỗi lần mà tắt nhãn đó thì các bạn cần phải tăng cái phí gas lên để có thể được ưu tiên thì mỗi người mỗi tăng khiến cho giá phí có thể được tăng lên một cách là không ổn định khi mà chúng ta thấy là cập nhật EIP 1559 này đó mà được thông qua và kích hoạt đó thì sẽ có một số những sự thay đổi liên quan tới phí. Thứ nhất là cái phí sẽ được chia ra làm hai phần. Phần đầu tiên là gì? Cái phần đầu tiên đó chính là cái phần liên quan tới gọi là cái phí căn bản hay là base fee. Cái phí này đó là sẽ tự thay đổi tùy theo tình trạng của mạng lưới, có nghĩa là mạng lưới mà thấp đó cái phí tự động sẽ giảm xuống và mạng lưới mà đang bị tắc nghẽn cái phí nó sẽ tự động tăng lên. Còn ngoài trừ cái phí căn bản ra thì còn một cái phí nữa đó chính là cái phí mà thêm vào của những người mà sử dụng nếu như họ muốn có được cái sự ưu tiên giải quyết trên mạng lưới của termium thì các bạn thấy được đó là cái đề xuất này quan trọng ở chỗ là khi mà mỗi lần có giao dịch á thì một phần phí của Ether sẽ bị đốt đi Có nghĩa là các bạn trả các phí gas bằng cách là trả bằng đồng Ethereum Thì khi mà đồng Ethereum bị đốt đi đó mà càng nhiều người sử dụng Ethereum càng nhiều, nhiều dịch lên thì càng nhiều Ether bị đốt đi Sẽ dẫn đến là Ether sẽ từ từ mất đi trên thị trường Có thể dẫn đến là thậm chí không phải là lạm phát mà còn là giảm phát của mạng lưới Ether nữa thì đương nhiên điều này nhiều người tin tưởng là sẽ gây áp lực đối với là cái số ether trên thị trường dẫn đến là giá cả sẽ tăng lên cho nên nhiều người rất là ủng hộ cái đề xuất EAP 159 này ngoại trừ là có thể làm cho cái phí trên mạng lưới ổn định lại còn có thể dẫn đến là giá ether tăng lên nhưng mà các bạn thấy được đó là một trong những đơn vị đương nhiên là đang chống đối lại đề xuất này không ai khác hơn đó chính là những thợ đạo của ether các bạn thấy được những thợ của ether nói là bây giờ họ kiếm được rất nhiều tiền các bạn thấy được là cái thợ đào đó có thể kiếm được lên tới 1,36 tỷ đô la từ cái phí tại vì mạng lưới Ether bây giờ là quá đông, quá nhiều người sử dụng thì khi mà chúng ta nhìn vào một cái đơn vị mà kiếm được nhiều tiền như vậy thì đương nhiên không có thích cái ý nghĩa là sẽ có một cái số lượng phí bị đốt đi thì như vậy thì họ có được cái lợi gì thì nhiều người bây giờ vẫn đang tranh luận nói là đúng là cái phí họ sẽ nhận được sẽ ít hơn so với lại cái phí mà họ đang nhận bây giờ nhưng mà giá cả y tờ ngược lại có thể là tăng lên vì cái lý do đó có thể là hai bên nó sẽ là hòa hợp lẫn nhau và trên căn bản đó thì Ethereum đang đi vào cái xu hướng là Ether 2.0 có nghĩa là sau này sẽ không còn đào Ether nữa thì sẽ dẫn đến là Ether chỉ có stake mà thôi cũng như là những mạng lưới bây giờ như là Cardano vân vân cho nên cái phí mà thời đào nhận được đó, một ngày nào đó cũng sẽ kết thúc mà thôi và điều quan trọng bây giờ đó là cái phí cần phải ổn định lại đó là điều đầu tiên mà đội Ether cần làm thứ nhì là những cái giải pháp tầng hai đang được à, thực hiện bởi những cái dự án khác nhau như là các bạn thấy là Uniswap, nhiều dự án khác bây giờ đang triển khai cái tầng hai có nghĩa là những giao dịch có thể giải quyết trên tầng hai mà không làm tắc nghẽn tầng một của Ether thì cái phí nó sẽ giảm xuống một cách đáng kể đây là điều mà đang xảy ra nhưng mà quan trọng hơn hết á, là chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi Ether 2.0. Và các bạn thấy được đó là đây là giải pháp tạm thời để cho mạng lưới này có thể được sử dụng một cách là hiệu quả hơn. Nhưng mà Ether 2.0 sẽ là một trong những cái bước tiến tới rất đáng kể sẽ khiến cho mạng lưới này tăng mạnh hơn. Như bạn thấy bây giờ vẫn thích so sánh là tốc độ trên mạng lưới của giả sử như là Tron, Cardano hay là Binance Smart Chain với Ethereum. Cái sự khác nhau lớn bây giờ là, những mạng lưới đó không phải là những mạng lưới đào mà là những mạng lưới sử dụng không staking. Ether bây giờ là vẫn đang triển khai Ether 2.0 cho nên khi mà Ether chuyển qua staking rồi thì cái hiệu quả, cái hiệu suất trên mạng lưới của Ether sẽ tăng lên. Đây là điều mà Thu muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi coi là thứ sáu này chúng ta có nhận được thông tin là EIP 1559 sẽ thông qua hay không. Đây là một điều rất là tốt đối với giá cả của Ether. Đó là điều mình Thu muốn chia sẻ với các bạn thì chúng ta thấy được đây là một cái thông tin khác nữa đó chính là hiện bây giờ thì chúng ta thấy là công ty Grayscale đó đã thu mua rất nhiều đồng Litecoin các bạn thấy được là công ty scale trong vòng một tháng qua đã thu mua tổng cộng là 174.000 đồng Litecoin có nghĩa là khoảng chừng 80% của tất cả đồng Litecoin được đào của cái tháng vừa rồi được thu mua bởi công ty RayScale và tôi nghĩ là công ty RayScale càng ngày sẽ càng thu mua nhiều những cái altcoin hơn nếu như mà các bạn thấy được là trong thời gian tới đây đó, công ty RayScale thu mua càng ngày càng nhiều altcoin và cái sự thu mua Bitcoin chậm lại đó thì đây là một cái dấu hiệu rất tốt đó chính là công ty nghĩ là Bitcoin ETF sẽ được thông qua cho nên họ sẽ chú tâm vào altcoin nhiều hơn nhưng mà đây là một điều mà thường nghĩ là nhiều bạn mà lưu trữ Litecoin cũng cảm thấy là nhẹ nhõm hơn tại vì có rất nhiều bạn hỏi thường là đồng Litecoin như thế nào tại sao không thấy đồng Litecoin di chuyển như những cái đồng khác nhưng mà các bạn thấy được đó là công ty là một công ty mà bây giờ đã bắt đầu là đi thu mua đồng Litecoin và thu mua số lượng rất lớn thì cái video này cũng là khá dài rồi thường cũng à, không muốn đi quá nhiều chi tiết vào những cái biểu đồ on chain nhưng mà một biểu đồ mà thường biết là nhiều bạn Rất là muốn biết bây giờ để chính là biểu đồ nupl thì biểu đồ này bây giờ tình trạng như thế nào các bạn thấy được là tình trạng của biểu đồ này đến thì cũng khá tốt chúng ta thấy được là cái mức mà biểu đồ này của ngày hôm nay đó là 0,618 có nghĩa là các bạn thì được là vẫn cách xa 0,75 và bây giờ đã cái mức mà biểu đồ này được đu lại là 48.000 thì có nghĩa là nếu như mà trở lên tới cái mức 0,75 khi mà đi vào dùng màu xanh dương đó thì là cái mức đó là khoảng từ 65 cho đến 70.000 đô được điều chỉnh này để cho chúng ta có thêm một cái khoảng đường để tiếp tục à, có thể tăng trưởng về giá cả và điều quan trọng bây giờ đó là tuy nhiều bạn muốn là giá cả cứ bật lên rất nhanh và rất nhanh để cho nhiều bạn thấy được cái giá là 60.000, 70.000, 80.000 nhưng mà trên căn bản nếu các muốn thấy được cái mức giá là 100 ngàn, 150 ngàn thì chúng ta cần cái biểu đồ này đi chậm hơn. Có nghĩa là cái giá của Bitcoin phải đi lên từ từ để cho biểu đồ này có cái cơ hội để nguội lại. Chứ nếu như bây giờ mà giá cứ tăng liên tục thì nghĩ là tăng tới khoảng chừng 70 ngàn thì chúng ta sẽ thấy được là chúng ta lại tiếp tục đi vào cái tình trạng là cơ hội lại đi vào cái dùng màu xanh dương một lần nữa. Nhưng mà cho đến thời điểm bây giờ thì ít ra chúng ta có thể thấy là giá có thể tiếp tục tăng gần tới 70 trước khi mà chúng ta thấy là cái nguy cơ chạm vào dùng màu xanh dương một lần nữa được xảy ra. Đây là những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Và ở cái phần cuối của video này tôi muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ một số những thông tin chi tiết hơn Về những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng một Thùng Capital Trong đó chúng ta có những cái ưu đãi như là các bạn có thể đăng ký được những bonus Cũng như được giảm cái phần trăm phí giao dịch Các bạn thấy là một trong những sàn rất nổi tiếng đó chính là sàn Binance.com Hay còn gọi là Binance quốc tế Đây là cái sàn Binance mà đã có từ năm 2017 Và các bạn thấy là đây là một cái sàn mà chúng ta có thể nhận được 20% phí giao dịch spot giảm hay là 10% phí giao dịch future giảm khi mà các bạn thông qua link của thùng Capital. Các bạn có thể bấm vào một trong hai link này, link màu xanh dương hay là link màu vàng. Thì các bạn bấm vào các bạn sẽ thấy được là chúng ta thấy là kickback rate là 20%, nghĩa là các bạn sẽ được trả lại 20% khi mà giao dịch ở trên sàn Binance thông qua link của thùng Capital thì các bạn có thể là bấm vào một trong hai link các bạn đều có thể được hưởng cả hai 20% phí giao dịch spot được giảm và 10% phí giao dịch future sẽ được giảm và nhiều bạn hỏi thường là giao dịch spot giao dịch gì giao dịch spot là một cái giao dịch thông thường sàn binance các bạn thấy được đây là một cái sàn mà hiện bây giờ không có hỗ trợ us trader nếu như các bạn là một người ở hoa kỳ thì các bạn cần phải sử dụng sàn binance us bên dưới này cũng có link đăng ký các bạn bấm vào còn về một sàn mà có hỗ trợ us trader hiện tại đó chính là sàn EMT. Đây là một cái sàn margin có chế độ copy trade như là các bạn có thể copy lại những cái trader khác và hiện bây giờ cũng có những cái ưu đãi độc quyền đến từ EMT như là các bạn có thể là nhận được bonus cho đến cái ngày là 26 tháng 2 bonus có thể lên tới là hơn 400 đồng USDT tùy theo là các bạn nạp vào bao nhiêu tiền vào sàn Me Trade này những chi tiết sẽ nằm bên dưới và đương nhiên các bạn tham gia bất cứ một cái dịch vụ nào ở trên danh sách này các bạn đều phải bấm vào cái link màu xanh lá cây đây là cái link để các bạn có thể điền đơn vào nhóm những hỗ trợ đội thông cáp sẽ hỗ trợ các bạn về những cái thắc mắc liên quan đến sử dụng những cái dịch vụ này và các bạn thấy được là chúng ta có thể tham gia vào sàn margin nổi tiếng sàn margin bybit thì bây giờ thì các bạn tham gia thì cái phí giao dịch tháng đầu sẽ được giảm 10% Sàn Coinbase, một sàn mà hiện bây giờ đã đang hỗ trợ Hoa Kỳ, Anh Úc và 27 quốc gia thì bây giờ thì sàn Coinbase vẫn chưa có hỗ trợ Việt Nam đây là một cái sàn mà tôi nghĩ là ai cũng đã biết rồi các bạn có thể là tham gia thông qua liên thuận capital khi mà các bạn mua 100 đô crypto đầu tiên các bạn sẽ được tặng 10% sau khi mà đã thành công mua 100 đô đầu tiên sang Prime XBT thì bây giờ có bonus 5% khi mà nạp tiền các bạn có thể là nhập cái mã thuận C để nhận được bonus này các bạn hãy bấm vào xem chi tiết để tìm hiểu thêm hay là các bạn có thể tham gia vào ứng dụng BlockFi đây là một cái ứng dụng lending có lại các bạn có thể là gửi đồng Ethereum, Litecoin, Bitcoin và một số đồng khác vào trong cái ứng dụng BlockFi này và có thể nhận lại hàng tháng và bây giờ có cái bonus lên tới 250 đô khi mà các bạn gửi tiền vào BlockFi tùy theo các bạn gửi là bao nhiêu bấm vào xem chi tiết đây là một cái ứng dụng mà thường đã xài rất là lâu rồi và đương nhiên crypto khoan đây là cái ứng dụng mà hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on chain mà chúng ta sử dụng hàng ngày nhưng mà nào mà tham gia thông minh của thùng Capital thì có thể nhận được 30 đô la credit lần đầu tiên khi mà các bạn nâng cấp tài khoản với nhiều tính năng và bấm vào xem chi tiết để tìm hiểu thêm và đây là những thông tin mà thuận mang đến cho các bạn liên quan đến những ưu đãi dành riêng cho các đồng của thuận capital thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn